Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Litva với vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Và sau một năm, mọi thứ đã có rất nhiều sự thay đổi. Một trận đấu ra quân cũng được dự đoán là thuận lợi cho đội tuyển Futsal Việt Nam khi chúng ta đụng độ với một đội Châu Đoàn Phát sẽ là người đá Ala cùng với Anh Duy, người sẽ đá ở vị trí trọng tài Pejapol người Thái Lan sẽ là người điều khiển chính trận đấu này, cùng với các trợ lý đến từ Malaysia, các cầu thủ gồm có số 1 thủ môn Seo Jung Woo, số 3 Lee Han Woo, số 4 Kim Yoon Young. Và như vậy là hiệp 1 cuối đầu giữa hai đội tuyển Futsal Việt Nam và Futsal Hàn Quốc đã được bắt đầu. Đi World Cup và cũng là cầu thủ ghi hai bàn tại FIFA Futsal World Cup rất nguy hiểm, và như vậy là lưới của Hồ Văn Ý đã bị rung lên. Như chúng tôi đã nói, đã có điều bất ngờ xảy ra. Chúng ta đã chứng kiến đội bóng đang xếp thứ hai tại châu Á, đó là Nhật Bản, thất bại trước Ả Rập Xê Út ở trận đấu mở màn của bảng D này. Và bây giờ Hàn Quốc đang tạo nên một điều gì đó tiếp tục khiến cho báo giới phải tốn nhiều giấy mực hơn nữa trong cuộc đụng độ với đội tuyển Futsal Việt Nam. Cú đá về phía cục dũng mãnh, tiếp tục là cầu thủ áo đỏ Minh Trí đối mặt với khung thành. Minh Trí không vào. Chúng ta vẫn đang chờ đợi vào những pha đi bóng đầu tiên. Minh Trí, Mai Nhứ Giả, cú đá đầu tiên đó là của Mạnh Dũng. Bóng đã chạm cột dọc khung thành của Hàn Quốc. Hy vọng là bàn thua không làm chúng ta nào đúng một đêm. Tuyệt vời. Đó là pha phản lưới nhà và cũng lại là cầu thủ máu số 10 của đội tuyển Futsal Hàn Quốc. Minh Trí là người đã có pha dứt điểm chéo góc nhưng may mắn đã tìm đến với số 8 của đội tuyển Futsal Việt Nam. Đúng là không hề nào đúng sau bàn thua. Chúng ta đã triển khai được những tình huống tấn công và có được bàn thắng cỡ hỏa. Dù có may mắn đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Minh Trí là người đã góp dấu giày vào cả 3 cơ hội của đội tuyển Futsal Việt Nam trong... Chúng ta cũng thấy là khả năng dầm. Khi đó thì Minh Trí mới 20 tuổi. Tiếp tục là Minh Trí. Góc đá là hơi hẹp. Chéo cánh nhau. Châu Đoàn Phát. Châu Đoàn Phát đá ngay. Rất nguy hiểm. Có những khoảng trống như vậy sẽ là cơ hội cho Châu Đoàn Phát hay Anh Duy khiến những cú đá. Sau một lần ở trong giải đấu chính thức cũng là giải AFC Futsal Asian Cup, khi đó thì đội tuyển Futsal Việt Nam thắng với tỷ số xác đó là không. Như vậy là vẫn đang là một tổ chính của huấn luyện viên Jutoji. Bây giờ mới là cầu thủ vào sân từ bằng ghế dự bị đầu tiên, đó là cú đá của Thịnh Phát. Pressing tốt đến từ cầu thủ áo đỏ Thịnh Phát, phối hợp nhanh đây rồi không vào. Quả trích mũi rất nhanh của tỷ số đã là 1-1. Rất căng. Việt Nam trở lại đúng với đẳng cấp của mình. Họ đang thi đấu trên cơ so với đội tuyển Hàn Quốc. Rất nhuyễn. Chuyền chạy di chuyển tuyệt vời nhưng đó là quả đặt lòng lên trời. Tại sao? Như đây là một trong những tình huống phản công của đội tuyển Hàn Quốc. Không được. Không được. Quốc Nam đã vào sân. Đường chuyền do Quốc Nam. Đó là những pha chuyền bóng hết sức nguy hiểm, bởi vì khi đối thủ cắt được bóng thì sẽ tạo nên một tình huống phản công áp sát với Quốc Nam. Đó là tình huống quầy hay đến từ cầu thủ Hàn Quốc. Sút xa, phản xạ tuyệt vời của Văn Ý. Chúng ta vẫn nhớ về một năm trước tại đấu trường World Cup, Văn Ý đã tỏa sáng. Quốc Nam rất hay. Thêm một cú đá nữa, vẫn đang có một hiệp đấu đầu tiên tương đối khó khăn. Tiếp tục là pha giã chân của Châu Đoàn Phát. Thì Hàn Quốc cũng đã có một trận đấu rất hay với Nhật Bản, mặc dù họ bị đánh giá thấp hơn nhiều. Tuyệt vời Hồ Văn Ý. Đó tiếp tục là một tình huống đọc bài và từ việc cao thủ Hàn Quốc không đảm bảo kèm người. Lại là pha ra chân. Thái Huy. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1. Lại tiếp tục là một tình huống may mắn của đội tuyển Futsal Việt Nam. Chúng ta cần phải có một điểm chạm đến từ cầu thủ Hàn Quốc để đưa được bóng vào lưới. Và đó là pha ghi bàn của Thái Huy. Đó thật sự là một cú đá khá căng. Nhưng cần phải đến điểm chạm đổi hướng như thế này thì bóng mới nằm gọn trong lưới.
Thủ thành của Hàn Quốc cũng đã bắt góc rồi. Hai bàn thắng đều vẫn còn. Cú đá ngay, Thịnh Phát. Hai cú đá liên tiếp của dư vị tại Uzbekistan năm đó vẫn là rất đẹp. Cơ hội để cho Thịnh Phát dứt điểm đi. Không được. Không, bài đá về phía khung thành, thẳng về phía khung thành đối phương. Phá đi biên nguy hiểm. Bóng chạm cột dọc. Rất may chúng ta thoát thua một cách ngoạn mục nhờ cột dọc. Và thậm chí là cũng có một cầu thủ Hàn Quốc đáng sợ. Và đây sẽ là cơ hội phản công dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. 2-1. Minh Trí. Minh Trí chuyển lại. Vào. Phạm Đức Hòa. Đó là một bài phối hợp quá tuyệt vời và sự tỉnh táo của Minh Trí. Vấn đề là Đức Hòa vẫn kịp lướt lên cách rất nhanh chóng. Và phối hợp rất kỹ. Có thể nói như vậy. Minh Trí đã truyền ra chứ không dứt điểm. Và cái chạm bóng của Đức Hòa thì cực kỳ cảm giác nó vừa vặn giữa hai cầu thủ đối phương. Và chạy chỗ bài cho Đức Hòa. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của cá nhân mình rằng là may mắn đang đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam. Không thể, chúng tôi không thể nào kìm nén cảm xúc được. Rõ ràng là chúng ta quá may thưa quý vị. Nhất chúng ta tham dự Asian Cup 2018 thì Đắc Huy, Đức Hòa hay là Phùng Công Luân là những người đã thường xuyên ghi bàn cho Futsal Việt Nam. Thiếu chút nữa là anh được ăn mừng rồi. Một miếng đánh cũng rất nguy hiểm nữa của chúng ta tạo ra. Lại bắt vô lê, bóng đập và không thể đi vào khung thành. Nguy hiểm, không vào. Pha thoát xuống rất đáng sợ của Bivo bên phía Hàn Quốc. Và sau đó là màn tiếp ứng đến từ số 12 của đội bóng xứ sở kim chỉ. Diễn ra sau đây 2 ngày nữa. Pha áp sát tốt. Nhãn Gia Hưng đường truyền, Nhãn Quang hay. Cột 2. Không có bàn thắng. Rất khó tin ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam không thể có được bàn thắng thứ tư ở trận này. Đó là Nguyễn Thịnh Phát. Thịnh Phát thuận chân trái. Quá tiếc ở tình huống này. Độ lên chuyển bóng vẫn không phải là điểm mạnh của đội bóng này. Lại sút rất nguy hiểm, tuyệt vời. Văn Ý quá xuất sắc. Chúng ta khen Hồ Văn Ý thì cũng phải dành lời khen cho số 10 Shin Jong Hun, người chơi tốt nhất cho đến lúc này. Phải công nguy hiểm. Dọn bóng dù chủ động đến từ Châu Đoàn Phát. Trọng tài bắt lỗi. Xin Sao Hun đá ngay. Sao Việt Nam rơi vào trạng thái vô cùng khó khăn. Nguy hiểm quá. Pháo Tỉnh Phát Thái Huy. Đức Hòa trích mũi nhanh. Và phạt góc dành cho đội tuyển Futsal Hàn Quốc. Thời gian còn lại của hiệp hạ. Xin Sao Hun rất nguy hiểm, không vào. Hoàng Hồ bằng ý rất tuyệt vời. Văn Lý có pha bắt bóng như ý. Đức Hòa không ai bằng vào cắt. Cái chức điểm vừa rồi có lẽ là không hợp lý của Minh Trí khi mà đối thủ đã áp rất sát. Cú đá căng. Hồ Văn Ý vẫn rất tuyệt vời. Và cái tên dứt điểm thì có lẽ là chúng ta cũng quá quen thuộc rồi. Người sở hữu nhất. Nhưng đây là pha bóng mượt mà với sự tham gia của Thịnh Phát. Thái Huy vào. Tuyệt vời. Quá kỹ thuật. Một cú đúp của Thái Huy. Miễn trễ với pha xử lý vừa rồi. Động tác giả cho đến cú đá ở góc hẹp. Những phẩm chất tinh túy nhất của Thái Huy đã được phát huy. Quá xuất sắc. Quá ngọt ngào. Và chúng ta cởi bỏ được thế khó khăn mà Hàn Quốc đã tạo ra trong suốt một nửa đầu của hiệp 2. Thái Huy. Phạm Đức Hòa. Phạm Đức Hòa. Hai cú đúp ngày hôm nay. Đức Hòa và Thái Huy. 5-1 dành cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Như chúng ta đã dự đoán thì khi mà đối thủ không còn gì để bất buộc phải chơi power play
thì những ngón đòn như thế này mới mang được đúng chất của đội tuyển Futsal Việt Nam. Hai bàn thắng của Đức Hòa, một từ chân trái và một từ chân phải. Của các cầu thủ Việt Nam sẽ cần phải được chỉnh kỹ hơn. Bởi vì sai lầm. Chúng ta cũng có thể mơ về một điều gì đó giống như Ả Rập Xê Út đã làm trước đội tuyển Futsal Nhật Bản vậy.